Thưa quý vị, chiều qua ngày 14 tháng 3, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Ngọc Tam làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ quyền ủy Dòng Trơm về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết tỉnh ủy năm 2023 thực hiện nghị quyết tỉnh ủy, nghị quyết quyền ủy năm 2023, ban thường vụ quyền ủy dòng Trơm đã cụ thể hóa thành nghị quyết số 05, bám sát bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong nghị quyết tỉnh ủy và phù hợp với tình hình của địa phương, gồm 31 chỉ tiêu và bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra 26 chỉ tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, công vụ, công chức, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Ban Thường vụ huyện ủy xác định 19 nhiệm vụ giải pháp cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong quý 2 và những tháng còn lại của năm 2023. Tại hội nghị, quyền ủy Dông Trơm đã có một số kiến nghị liên quan đến các vấn đề như cơ sở vật chất cho giáo dục, nhà văn hóa, về chỉ tiêu giá trị sản xuất nông nghiệp, chương trình phát triển đô thị, công tác xử lý rác thải và xã hội hóa trong thu gom xử lý rác đại biểu các ban ngành tỉnh đánh giá cao báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của quyền ủy dòng trơm và góp ý một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới về công tác dân vận công tác cán bộ công tác kiểm tra giám sát tuyên truyền giáo dục quản lý đảng viên phòng chống tham nhũng bên cạnh đó là công tác quản lý ngân sách khai thác tốt các nguồn thu đầu tư công phấn đấu giải ngân đạt 95% vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia chuẩn bị dùng nông nghiệp xuất khẩu lớn của tỉnh vấn đề quy hoạch nông thôn mới, giải quyết việc làm, giảm nghèo trên địa bàn, nâng cao nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ các hợp tác xã phát triển. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá cao hiệu quả làm việc của Ban Thường vụ Quyền ủy Dòng Trơm đã có những giải pháp tích cực về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thể hiện qua việc thực hiện đạt và vượt 16 trên 39 chỉ tiêu nghị quyết của đại hội trong điều kiện hết sức khó khăn đồng thời đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy tiếp thu các ý kiến đại biểu thảo luận, góp ý tại buổi làm việc để vận dụng, triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, trong đó tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng đảng, nhiệm vụ chính trị và thực hiện phong trào thi đua đồng khởi mới. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai đúng kế hoạch việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quyền, thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Với các kiến nghị của quyền, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Ngọc Tam hết sức chia sẻ về vấn đề tạo động lực cho dòng trơm phát triển nhanh hơn, giới nền tảng là nông nghiệp, bài toán về giao thông, tiềm năng phát triển tuyến lộ mới 173, phát triển trục đường từ thành phố Bến Tre qua dòng trơm kết nối khu động lực gian biển. Bên cạnh đó, phát huy những cụm công nghiệp của huyện tạo động lực phát triển trong tương lai. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý về xây dựng 15 xã nông thôn mới, huyện cần có sự quan tâm nhiều hơn, trong đó cần linh động trong điều hành về ngân sách.